Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng âm thanh 5 tép Hôm nay ngày 10 tháng 9 năm 2019 Thì cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một mẫu loa bass bát neo tép neo Của thương hiệu là MPQ đến từ Anh Quốc Thì loa uh, lô loa này có lẽ đây là đợt, đợt hàng thứ ba trong năm nay cửa hàng em có hàng về thì đây là dòng loa ba full 30 mươi bass neo tép neo một trong những dòng loa gọi là lời tốt nhất hiện nay trên thị trường à, dòng loa này thì à, à, các bác nếu mà quan tâm theo dõi kênh của bên em thì đây là đợt thứ ba thứ ba trong năm nay đây là bên cửa hàng em có hàng mẫu loa này thì à, à, hiện nay là cái mẫu à, loa bass neo tép neo à, đang là một cái xu hướng mới trên thị trường và chỉ dành cho những bác mà à, có điều kiện và thứ hai là chịu chơi và thứ ba nữa là có một cái à, tai thính âm chuẩn thì chúng ta dùng những cái dòng loa này phải nói là cực kỳ là sướng à, như hôm trước thì trước đây bên em cũng đã nói rất chi là nhiều bây giờ là loa bass neo tép neo nó là một cái xu hướng à, một xu hướng có thể là nó xu hướng của tương lai à, tại vì là cái à, hiệu quả những cái hiệu quả về từ neo 500 châm neo nó đem lại thì là một cái rõ rệt những cái ưu điểm của nó À, những cái nổi bật của nó à, thì là đã quá rõ ràng và hôm nay hiện nay là năm um, trăm từ thường năm từ thường chưa thể làm được à, có những cái ví dụ cụ thể như là về thứ nhất là về công suất à, công suất của loa 500 từ neo à, luôn luôn sẽ là lớn hơn rất nhiều à, lớn hơn rất nhiều so với là 500 trăm à, à, từ thường à, những à, nếu như mà cùng một loại à, một loa à, cùng một loại côn À, thì 500 từ neo công suất của loa nó sẽ lớn hơn ít nhất tầm 100 w Đấy, một chiếc Đấy. À, cho nên mà những cái dòng loa 500 từ neo thì đó là một trong những cái dòng loa mà công suất nó lớn à, nó rất là gọn nhẹ Tuy nhiên là công suất nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với 500 thường à, một cái đặc điểm thứ hai mà 500 từ neo nó hơn hẳn 500 thường đó là à, cái chất lượng âm thanh à, cái chất lượng âm thanh của 500 từ neo thì nó sẽ sạch hơn à, trong hơn và thứ hai nữa là khi mà đánh ở cường độ cao, cường độ lớn thì cái tiếng của nó không bị rẻ, à, cái độ phủ âm thanh, là tức là cái độ phóng xa của nó nó sẽ tốt hơn so với 500 từ thường. Đấy. cái à, hiệu quả thứ tư nữa là cái loa 500 từ neo, cái loa dùng sử dụng 500 từ neo à, thiết kế nó sẽ nhỏ gọn hơn, nhỏ gọn hơn, nó bé hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tôi nhiên là công suất và hiệu quả của nó sẽ cao hơn. À, cái nhược điểm duy nhất của nam châm từ neo Những cái dòng loa này là, là giá thành của nó Giá thành của nó à, nó sẽ cao hơn so với nam châm từ thường à, Những cái ưu điểm nổi bật trên à, Thì à, Nó à, Làm được Thì là do thứ nhất là cái hiệu quả Của từ neo Thứ nhất thì như các bác biết rằng là, à, Cái từ tính của nam châm từ neo nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với nam châm từ thường nếu như chúng ta tháo một chiếc loa mà 500 từ neo ra Thì chúng ta thấy là cái phần 500 nó chỉ bằng 1 phần 2 1 phần 3 1 phần 2 1 phần 3 thôi 1 phần 3 uh, so với uh, 500 thường Tức là nó chiếm một cái uh, số lượng Cái cái cái, cái khối lượng thì rất chỉ là bé Ví dụ như 500 thường nó 10 Thì cái này nó chỉ tầm 2-3 là nó đã mạnh hơn rất nhiều rồi uh, cái nam châm từ neo thì trước đây bọn em cứ hay gọi là nam chân đất hiếm Tuy nhiên là trong 2 năm trở lại đây thì cái nam châm neo nó đã khá là phổ biến hiện nay trên thị trường Đối với dòng lo mới thì hiện nay trên thị trường có lẽ là cũng chưa nhiều bác đám đủ tiền để mua những cái cặp lo mới về nam châm neo Tuy nhiên là trong 2 năm tức là trong năm ngoái và năm nay thì cái từ neo nó đã khá và phổ biến nó đã nhiều hơn Nó đã nhiều hơn và nó tiếp xúc nó nó... À, chúng ta tiếp cận bằng cách uh, con đường là hàng bãi hàng bãi à, chứ còn nếu như mà bây giờ mua một cặp loa chính hãng xin mà neo thì có lẽ là cũng rất hiếm người đã đủ điều kiện để mua tại vì nó khá là đắt cực kỳ là đắt luôn Đấy, nó đắt hơn gấp tới tầm thậm chí là bốn lần so với hàng, à, hàng loa bãi và đặc biệt nữa là nó cũng rất ít hãng mà hiện nay đã phân phối những dòng loa mà năm trăm từ neo này à, về hàng chính hãng tại việt nam là khá là hiếm mua cũng khó Đấy, chúng ta chỉ tiếp cận qua được cái là đường hàng bãi thôi nếu như hiện nay là cũng có trên thị trường bán một số các cái dòng bát rời, tép rời à, từ neo Nhưng mà những đồng đó là không phải là hàng chính hãng Dòng đó là hàng của Trung Quốc à, Chất lượng nó sẽ không bằng so với hàng chính hãng à, Đó là bên lề một chút Bây giờ em sẽ đi à, chi tiết về cái dòng loa này Thì à, à, Loa này thì à, Nó được thiết kế là kiểu thùng cân Nếu Chúng ta thấy kiểu thùng cân thì Kiểu thùng cân như thế này Thùng là bằng gỗ Đây, à, Hàng bãi thì nó không tránh khỏi được những cái vết như thế này Tuy nhiên là những cái vết này thì à, À, bọn em trước khi gửi cho các bác em sẽ xử lý cho nó đẹp nó không bao giờ nó như thế này Để gửi cho các bác đây là cam kết à, tất cả những loa thì à, những cái video bên em coi thì bên em luôn nói rằng là lo có sao bên em sẽ coi như thế thậm chí là bên em chưa thèm vệ sinh Các có thấy đang còn nguyên bụi này Đấy, còn nguyên bụi đây là để nguyên chất bãi của nó rồi các bác chúng ta đánh giá đúng về chất lượng à, tuy nhiên là khi mà các bác nhận hàng thì em sẽ tút đẹp cho các bác Nên nó sẽ sơn giảm lại những cái điểm như thế này em sẽ bảo là đẹp là lành lặn cho các bác kiểu thùng cân à, dòng loa này nó có thiết kế tay cầm phía trên cái trên phía trên nhé ở phía dưới thì nó có một cái lỗ để chúng ta cắm cái cọc treo đây là cái lỗ đây đây chúng ta thấy là đấy đây là phía dưới ừ. hai bên hông loa thì nó sẽ có cái chập dập và cắt bằng CNC chữ MPQ à, ngay bên hông cả hai bên đều có cả và thêm một cái chữ R cái chữ R ở đây thì là chúng ta biết đây là tức là đã được bảo hộ chứ cái nhãn hiệu này là được bảo hộ đấy thêm cái chữ R này những cái dòng tem những cái logo thương hiệu nào mà có thêm chữ R để nó là à, chúng ta để lưu ý là đó là những cái dòng thương hiệu nó đã được bảo hộ này, bảo hộ tức là có đăng ký bảo hộ bản thương hiệu không thể làm nhái được làm nhái là bị bắt nó là nona là chữ thế à, dòng loa này thì có lỗ thông hơi phía sau tí em sẽ nói cho các bác là lỗ thông hơi phía trước nó sẽ à, có hiệu quả như thế nào à, lỗ thông hơi phía sau nó sẽ có một cái hiệu quả như thế nào tí nữa em sẽ nói nhé à, model của nó là kp 612 không. Đấy, 612 À cái này là công suất của nó là 400W. Đấy, kháng trở 8 ôm, độ nhạy 97 dB. Tần số là 40 Hz đến 20K. À, con loa này tần số của nó khá là thấp, xuống nó rất thấp cho nên mà tiếng bass của nó sâu. Sâu. À, thì bây giờ em sẽ giải thích cho các bác là lỗ thông hơi phía trước nó sẽ như thế nào và lỗ thông hơi uh, sẽ như thế nào. Thứ nhất, hiện nay là trên thiết kế dòng loa nó có hai trường phái một là dòng thiết kế lỗ thông hơi phía sau một là thông hơi phía trước lỗ thông hơi phía trước nó sẽ có những cái ưu điểm của nó là lời của nó tức là cái tiếng bát cái tiếng bát của nó nó sẽ lực sẽ mạnh hơn so với lỗ thông hơi phía sau Đấy. À, nếu như chúng ta mua loa mà muốn nghe tiếng bát mạnh tiếng mát bát, bát uh, đó là gọi là về thiết kế rồi nhá à, tiếng bát mà nó nó mạnh tức là lời nghe cho nó nó đập nó nó tức ngực Đấy, cảm giác là phê thì chúng ta mua lỗ thông hơi nào phía trước thì nó sẽ hay hơn quan à, lỗ thông hơi phía sau nó sẽ có một cái lợi thế rõ ràng của nó là khi chúng ta lấy lời rất chi là dễ đặc biệt là karaoke lắp phòng à, lắp sân khấu à, lắp ngoài trời thì cái lỗ thông hơi giữa phía sau nó sẽ, nó nó sẽ à, thực sở hữu thực hiện nó thể hiện cái khả năng ưu việt của nó hơn Tức là nó sẽ cho cho cái lời à, Lời 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 tiếng lời đấy Chứ không phải là gọi là lời Tiếng tiếng bích Nên Nó sẽ rõ ràng hơn nó trong nó sạch mà nó rõ ràng hơn tức là chúng ta sẽ thêm về lời hơn Thì à, khi mà um, Cái lỗ thông hơi Cái lỗ thông hơi ở phía sau Thì chúng ta Những cái dòng loa thông hơi phía sau thì chúng ta à, Có nếu có xúc Hỗ trợ nó thì thực sự là 10 điểm Cực kỳ là tốt Hay tuyệt vời luôn đấy Tuy nhiên là riêng về cái dòng loa này Riêng là loa này thì như các em vẫn nói là lỗ thông hơi ở phía sau lò nó rất là tốt khi hát karaoke okay, Khi mà chúng ta nghe nhạc mà chủ yếu là không muốn nghe nhiều tiếng bát ấy Thì à, Chúng ta rất chỉ là tốt nói Rất nhiều tốt Con loa này thì à, Nó có một cái đặc điểm là, là Như em vừa nói là Cái tần số của nó xuống đến tới 40 hạc Thì là một trong những cái dòng loa tiếng bát rất chỉ là sâu Rất sâu rất là, là mạnh Tuy nhiên là nó lại thiết kế lỗ thông hơi phía sau Hồi thì sao, sao sao cho nên mà cái tiếng bát của nó dòng này thì không có mạnh tức là các bác không có thể được cái cảm giác nó tức ngực tuy nhiên là nó sẽ đem lại ngược lại nó sẽ đem cho các bác là cái tiếng lời của nó cực kỳ là trong à, sáng sạch sẽ và thực biệt là rất chi là rõ ràng à, lời rất chi là tốt khi hát karaoke thì đây là một cặp loa không thể chê được à, tuyệt vời luôn em khẳng định rồi nhưng mà khi mà chúng ta nghe nhạc sàn đánh ở ngoài trời thì chúng ta phải thêm xúc vào nữa thì những cái cái con loa này nó mới được bị bùi nếu mình nghe mình loa không thì các bác chỉ nghe được phần lời hát gì sắt sướng Tuy nhiên là cảm giác phê Nếu mà tức ngực cảm giác là tiếng trống các bác mà gọi là fan của tiếng xúc Thì đây dòng loa này không phải là là thế mạnh của nó Tại vì tất cả những cái dòng loa à, lỗ thông hơi phía sau Đều không thể điềm đảnh cho các bác cái cảm giác phê như thế Tuy nhiên là lời của nó thì không thể chê được Đó là cái phần mà chia sẻ một chút à, Về phần nội thất của nó thì đây Vâng, đây là cái phần nội thất của nó nhá. Khi mà tháo ra thì các bác sẽ thấy rằng cái cái phễu loa nó sẽ thiết kế đặc trưng của cái model là KP612. Đấy nó cái kiểu hình 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 gần 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 như kiểu giống trái tim đấy, đấy cái phễu như loa như thế này. À, bát loa thì đây chúng ta sẽ ấn tượng hơn về cái bát loa một chút tại vì thứ nhất là về thiết kế cái bát loa thùng là khá là sâu, cực kỳ là sâu luôn đấy. À, cái cái màng loa khá là sâu. Đấy thì khi mà bên nam cũng nói rằng là cái màng loa sâu thì chúng ta sẽ thấy là lợi của nó là cái tiếng bát nó rất chỉ là hay à, chính vì nó thiết kế cái màng loa nó khá sâu như thế này cho nên mà à, cái tần số của nó nó xuống được tới sau 40 mươi đấy là do cái thiết kế của cái bát loa nó cũng phải là một phần rất nhiều là nhiều à, con này là gân dầu ba sóng đấy đang còn rất chỉ là mới hầu như là mới tinh tương luôn đấy. chúng ta thấy rằng là gân dầu ướt nhá đang còn keo giữa gân rất chỉ là tốt này sờ đang còn rất chỉ là dính các nhá cho dính này để em tháo phía trong này nhá bát lo bát lo như em vẫn nói là cái từ neo của nó chỉ có một chút xíu đây này cái phần ở giữa đây là cái 500 trăm neo này Đấy. tuy nhiên là cái 500 này phải nói rằng là từ tính kinh khủng à, các bác mà không may mà tháo cái này ra mà muốn gắn vào cái này cả một vấn đề tại vì là để hơi gần gần phát là nó hút một phát cái lực kinh khủng luôn thậm chí là các bác để tay này dập bẹp tay luôn Đấy. các bác gọi là để cái miếng xương cái gì ở đây chúng ta phải tưởng tượng như lấy cái búa chúng ta đọc phát ấy cảm giác như thế nó hút kinh khủng lắm. Đấy. Cho nên mà những cái dòng 500 này khi mà các bác gọi là là biết thì không sao nhưng không biết rất dễ mà để lung tung lúc khi mà đang cầm à, gần một cái, cái miếng sắt hay cái gì mà nó hút phát thì không thể cưỡng lại được và rất gì là dễ bị dập tay do cái này nó hút kinh khủng. Đó là ấy. À, đây dầu loa đây, chạm loa như thế này. À, nó có cái tem bảy màu ở đây. Tem bảy màu của hãng MPQ đây Nó có dập chữ bảy màu ở đây, chúng ta thấy tem bảy màu ở đây. À, một cái tem của hãng Đây chúng ta thấy cái logo của hãng này Đây Là cái logo trước kia, Đấy, phía trước đó, cái logo đó bằng nhôm nhé Đây cái logo của hãng Ở bên tép này nó cũng thế Cũng có một cái tem bảy màu chống hàng giả à, đây, Tép của nó tép rồi đây, chúng ta thấy cái tép nó bé xíu xíu thế này, tuy nhiên là Những cái tép thường to bằng cái cổ chân cổ tay thậm chí là to như một cái nồi không thể ăn lại được nó đâu ạ vì là tép của nó là dòng tép neo cái 500 của nó chỉ ôi xíu đây này đây là từ đây đến đây này Đấy. bằng cái nắm tay của em đúng tép bằng cái nắm tay cái bát thì to hơn một chút Đấy. con này thì dòng này thì côn của nó đây côn của nó là côn không quá là lớn các bác nhá cái dòng này côn không có lớn đâu côn của nó côn 63 thôi Tuy nhiên là công suất của nó tới 400 trăm lưu ý rằng đối với những cái dòng loa mà thường nhỉ, dòng loa thường nếu mà côn 63 nó chỉ tầm có 250 mét thôi đến 200 mét thôi nhé. mà con này tới 400 mét thì như em nói nói đấy nó làm được cái điều đó do là cái 500 này, này. nó quyết định thứ hai cái con này là côn hai lớp lớp trong lớp ngoài cho nên mà à, có hiệu suất của nó cũng cao hơn so với lại côn một lớp bình thường đấy coi nhé đấy phân tần của nó đây bây giờ sẽ quay phân tần vâng thưa các bác đây là cái phân tần của nó đây thì cái phần tần của nó à, nó sở hữu tới hai cái bóng đèn để bảo vệ con tép cho nên mà dòng đây là một trong những cái dòng loa tép rất thì là khó cháy các bác nhé à, khi mà chập quá tải quá công suất thì hai bóng đèn này nó sẽ sáng nó sáng như một cái bóng đèn bình thường để nó xả công suất vào đây thì đây gọi là phần tần bóng đèn các bác nhé hai bóng đèn này nó có tác dụng đấy khi mà quá không tốt suất là nó sẽ xả thì ngoài ra nó có những cái cuộn cảm cuộn cảm của tép cuộn cảm của loa bass à, tụ Đấy, những tụ và phần chữ nó rất chi là là đấy. Thì phân tần này thì các bác thấy rằng là đấy, nó có model ở trên nó KP 610 này, 612 này, 612 đấy. Nó đang tích đen này đây. đây chúng ta sẽ thấy nó, nó tích đen ngay chỗ này, 612. Thì đây là của full 30. 610 nó sẽ khác và 615 nó cũng khác. Nó sẽ khác một chút. Đấy nó đánh dấu ngay cái mực đen đấy. Đấy. Thì uh, bông tiêu âm của dòng này thì nó dùng bông bông tiêu âm màu lông chuột các bác nhá. Đấy bông thủy tinh màu lông chuột. Thùng gỗ ấy, rất chỉ là chắc chúng ta thấy rằng các cái thùng của nó à, Những cái góc cạnh của nó rất chi là chắc Đấy. Hàng bãi chưa hề bị hở gì hết các bác nhé Vừa rồi thì à, Em còn đã giới thiệu à, rất chi là chi tiết cái phần nội thất à, về của dòng loa này Thì à, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng em nhé à, Xin là cảm ơn tất cả các bác và bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em ngay bên à, Số điện thoại ngay trên màn hình sẽ có giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác khi mua dòng loa này Đặc biệt là khi các bác ghép dàn thì sẽ có một cái ưu đãi cực kỳ là lớn. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào hẹn gặp lại các bác.